Và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Rai Long Fitness. Và thật sự là mình rất vui khi những video clip của mình được rất nhiều người xem với 10.000 subscribe. Rồi, chủ đề hôm nay của chúng ta sẽ là tại sao tập hoài vẫn không giảm mỡ, hoặc là tại sao mà cái mỡ bụng của bạn nó vẫn còn, và tại sao cái bụng của bạn nó vẫn còn mỡ, và tại sao mỡ bụng nó vẫn tồn tại trong bụng của bạn. Ok, rồi, có nhiều vấn đề xoay quanh cái chủ đề này. Chúng ta đầu tiên chúng ta đi tới một vấn đề là cái thứ nhất là mỡ bụng của bạn. Một là nó không hiện hữu ở đó mới ngày hôm nay, và hai là nó nằm ở đó lâu rồi. Bạn hiểu vấn đề của mình không? Rồi, điều này nó cực kỳ quan trọng ở chỗ là nếu mà cái mỡ bụng của bạn á, nó tồn tại lâu vấn đề, nghĩa là cơ thể của bạn rất có nhiều vấn đề trong một là tập luyện, hai là cái chế độ dinh dưỡng của bạn. Nhiều câu hỏi đặt ra là tập bao lâu để giảm mỡ, tập bao lâu để có bụng xấu muối, hay là tập bao lâu để mà không còn mỡ bụng. Đây là câu hỏi mình không thể trả lời. Bởi vì sao? Ủa, mình đâu có biết cái bụng của bạn hiện tại nó bao nhiêu đâu. Nó 90cm, nó 60cm, hay là nó 75cm. Cũng như lượng mỡ của bạn, lượng cơ trong cơ thể của bạn. Một điều chắc chắn là khi bạn xây dựng một khối cơ nó dày hơn, to hơn, thì vốn dĩ cái khối cơ của bạn nó sẽ đốt được nhiều mỡ hơn, nó đốt được nhiều năng lượng hơn. Cái việc nó đốt được nhiều năng lượng hơn thì nó sẽ dẫn đến những việc là nó sẽ sử dụng lượng mỡ và nó tiêu hao lượng mỡ thừa trong cơ thể của bạn nhiều hơn. Như vậy là làm sao mà tại sao có những người hỏi là mình tập hoài à, mà tập thường xuyên luôn nhưng mà mỡ bụng nó vẫn còn. Điều thứ nhất là bạn phải coi lại là tập thường xuyên, cái này nó nguy hiểm lắm bạn. Tại vì nhiều người cứ nghĩ là tập thường xuyên nhưng thực chất họ không có thường xuyên. Bây giờ mình đặt câu hỏi cho bạn là một năm bạn tập luyện được bao nhiêu buổi. Rồi, sẽ có nhiều người nói là mình tập chỗ một năm ngày nào tôi cũng tập á, một năm á họ tôi tập thường xuyên. Nhưng cũng có người nói thẳng ra luôn là lâu lắm rồi em chưa tập, lâu lắm rồi, mấy năm rồi em chưa tập. Chuyện ôi trời đất ơi, bạn mấy năm rồi bạn chưa tập thì chuyện bạn có mỡ bụng là chuyện bình thường. Bởi vì thứ nhất là bạn khi bạn ăn vô năng lượng trong cơ thể của bạn, nó sẽ dễ dàng nó tích tụ thành mỡ ở bụng trước, và khi bạn tập luyện mỡ ở các phần khác trên cơ thể của bạn nó sẽ đốt trước, sau đó nó mới bắt đầu nó đốt vô bụng, đốt mỡ vùng bụng. Đây là điều hoàn toàn tự nhiên của cơ thể, của cái cơ chế trao đổi chất trên cơ thể của bạn. Bởi vì cái khu vực đó là khu vực nó dự trữ năng lượng, khu vực đó nó có gan trong đó, năng lượng nó đưa vào nó sẽ dự trữ rất là nhiều ở trong khu vực đó. Như vậy thì tập gặp bụng thường xuyên thì sao? Nên vậy người ta sẽ suy luận ra là như vậy thì tôi cứ tập bụng, tập gặp bụng ngày 1000 cái nó sẽ giảm mỡ bụng. Không đâu, gặp bụng một ngày 1000 cái nó giảm mỡ bụng là đối với những người là vốn dĩ họ tập luyện rất là nhiều. Ví dụ như cầu thủ bóng đá hay vận động viên Cristiano Ronaldo đi, mỗi ngày họ chạy biết bao nhiêu km trên sân, họ đấu một trận chạy 10 cây số mà chạy tốc độ cao nha, không có chạy chậm. Thì khi đó vốn dĩ cái lượng vận động của họ, họ vận động rất nhiều, thì chuyện họ bụng một ngày 3000 cái nó chỉ là bổ trợ để cơ bụng của họ khỏe hơn, dai hơn và săn chắc hơn. Còn cái chính cái việc đó là họ chạy nước rút, chạy tốc độ cao, nó giúp họ đốt được cái lượng mỡ thừa. Tại vì sao? Bạn khi trong cơ thể của bạn, cái nhóm cơ nào mà bạn lớn nhất thì bạn sẽ vận động nhiều nhất, nó sẽ giúp bạn đốt được cái lượng mỡ cao nhất. Cơ bụng của bạn nó có một chút gì à? Trong khi bắp chân của mình thì nó là gì? Nhìn một cách đơn giản bạn sẽ thấy là bắp chân của mình nó bự gấp 4, gấp 5 lần cơ bụng. Thêm một điều nữa là cơ bụng của bạn, ở đây là cái sự kháng lực và cái khối lượng nâng. Khi mà bạn tập bụng á, cao lắm là bạn dùng cái cơ bụng của bạn, bạn nâng cái trọng lượng cơ thể của bạn. Điều này nó dẫn tới việc là thêm một nữa một điều là khi cái cơ bụng của bạn nó hoạt động á, cái cơ chế của nó là nó sử dụng cái lực rất là quen thuộc, cái lực của chuyển động nó không có nhiều cái sự kháng lực, và đó là cái hoạt động mà bẩm sinh bạn có thể làm được. Nó giống như động tác mà bạn đang nằm, bạn ngồi dậy, đó là động tác mà bẩm sinh và bản năng cơ thể của bạn, nghĩa là bạn sẽ tốn cực kỳ ít năng lượng cho nó. Nhưng khi mà bạn tập chân, bạn bắt buộc phải tập những cái động tác nó không thuộc về bản năng của bạn nha. Ví dụ như là bạn chạy nước rút, bản năng của bạn, bạn chỉ được đào tạo với việc bạn chạy bình thường, hoặc là bạn tập squat với trọng lượng tạ. Bản năng của bạn, bạn chỉ có thể là tập đứng lên ngồi xuống bình thường, còn tập tạ là nó khác, hoặc là nâng khối lượng tạ nó lớn, deadlift thì nó khác. Điều đó dẫn tới việc nó đốt mỡ trên cơ thể của bạn nhiều hơn. Một vấn đề quan trọng đó chính là thói quen. Nhiều người nói với mình là bạn ơi, anh ơi, tại sao cái bụng của em nó cứ mỡ thừa nhiều quá. Thì mình quay ngược lại mình hỏi là bạn ăn uống như thế nào. Thì sáng em ăn bún bò giò heo, trưa em ăn cơm với thịt ba chỉ, chiều thì em hay đi nhậu, em lai rai có 5 chai bia
với lại mấy cái món nhậu chủ yếu là tôm lăn bột, cá lăn nướng muối ớt, nồi lẩu. Trời ơi, các bạn ăn nhiều quá, các bạn tích mỡ là đúng rồi, nó không tích mỡ cũng ổn đi. Thứ nhất, một là nếu mà một tuần mà bạn không có tập luyện đều, thực chất thì phần lớn mọi người sẽ không tập luyện được khoảng 6 buổi một tuần. Tại vì sao? Ví dụ như một cái chỉ số BMA của bạn một tuần, ví dụ bạn cao 1m7 đi, bạn là nam ha, ở đây mình là nam, mình ví dụ là bạn nam mà cái này cũng áp dụng cho nữ luôn, nó cũng cân bằng như nhau à. Ví dụ nam thì thường dùng 2.000 calo một ngày, nữ thì khoảng 1.500 calo một ngày. Bạn ăn vượt qua cái ngưỡng nó dễ ợt à. Nhưng mà thật chất là bạn để bạn tập được một tuần 6 buổi bạn tập đều và mỗi buổi tập bạn đốt 500 calo điều đó khó. Rất khó luôn. Xu luôn với phần lớn tất cả mọi người. Như mình á, giờ bạn kêu mà mình ăn hết một cái pizza, cũng được nhưng cũng phải ăn ráng. Nhưng mà phần lớn mọi người cũng sẽ đều ăn được hai miếng pizza. Phần lớn mọi người đều uống được một chai nước ngọt. Phần lớn mọi người đi coi phim, một bộ phim 90 phút họ đều có thể ăn một cái bịch bắp rang bơ to cỡ này, 300 đến 500 calo nhiều lắm. Không không không, to cỡ này 300 đến 500 gram là tới 1.000 calo lận. Vấn đề calo dinh dưỡng hôm nào video khác mình sẽ cho các bạn thấy ví dụ cụ thể hơn là đồ ăn nó nhiều calo như thế nào. Nghĩa là phần lớn các bạn, tại sao các bạn tích mỡ hay là tập nhiều mà các bạn vẫn vẫn bị mỡ bụng nhiều, các bạn đều rơi vào một cái bẫy. Cái bẫy đó là các bạn ăn nhiều hơn cái mức các bạn tiêu thụ. Nó rất là dễ nha, cái vấn đề ăn nó khó lắm, tập đôi khi nó còn dễ hơn, nhưng bạn ăn nhiều quá nhiều calo. Ví dụ như phần lớn hầu như tất cả mọi người đều không thể nào hít đất trên 100 cái, số lượng người làm được việc này rất là ít. Hoặc là những người mà có thể squat với mức tạ mà gấp rưỡi trọng lượng cơ thể, hoặc là hít xà đơn trên 20 cái, hoặc là nâng tạ deadlift từ dưới mặt đất lên gấp hai trọng lượng cơ thể, rất khó làm được việc đó. Đồng nghĩa với việc là phần lớn mọi người đều thiếu cái khối lượng cơ chiếm cái tỷ trọng lớn trên cơ thể cơ của họ. Cái khối lượng cơ mà lớn, ví dụ như bắp tay của mình 40 cm, mình duy trì cái khối lượng cơ này nguyên năm thì việc mình ăn uống bình thường nó cũng không làm cho mình quá mập lên, hay là nó luôn duy trì lượng mỡ trên cơ thể của mình khoảng 13%. Nhưng mà phần lớn mọi người sẽ rất khó để rèn luyện khối cơ này nếu hai điều kiện, những điều kiện sau: một á, là họ không tập luyện đủ 6 buổi một tuần; hai là họ chưa đủ thời gian tập luyện nhiều, ví dụ như vài ba năm tập luyện nó khác người vài tập vài ba tuần ha. Điều thứ ba là họ không có một cái chế độ ăn hợp lý, mà họ lại ăn một cái chế độ bình thường và quá nhiều calo. Cái chế độ bình thường chắc là khi bạn ăn bình thường, cái lượng tinh bột trong cái khẩu phần ăn của bạn nó chiếm bình quân nó khoảng tầm 60 đến 70%, và chất đạm nó khoảng tầm 10% thôi, rất là ít. Hôm nào mình sẽ làm một cái video clip, chắc là mình sẽ mang một cái cân ra ngoài tiệm phở, mình cân cho các bạn coi một tô phở nó có bao nhiêu tinh bột, nó chiếm bao nhiêu phần trăm, và nó chất đạm của nó là thịt bò nó chiếm bao nhiêu phần trăm. Thật chất là mình đã làm thử là nó rất là ít. Nghĩa là nếu mà bạn muốn giảm được cái mỡ bụng, bạn phải thật sự chú ý vào cái thứ nhất là cái chế độ tập luyện của bạn. Bạn có tập thật sự đủ mệt và xây dựng được một khối lượng cơ lớn, cũng giống như là bạn, hoặc là nếu bạn không xây dựng được khối lượng cơ lớn thì bạn có thật sự là đốt đủ nhiều calo hay chưa. Điều thứ hai là bạn có ăn quá nhiều calo hay không, cái này quan trọng nhất, nguy hiểm. Thì phần lớn mọi người đều ăn rất nhiều calo một cách dễ dàng. Mình nói thẳng ra là mình cơm giờ mình đưa cho mình một ly chè đi, mình ăn không hết nổi, nó ngọt lắm, ăn quen. Nhưng mà phần lớn mọi người kêu đi ăn một ly chè, uống một ly sinh tố 500 calo, họ ăn rất dễ ợt. Uống một ly trà sữa 300 ml nó cung cấp cho bạn 500 700 calo dễ ợt luôn. Trời ơi, sáng bánh mì, trưa ăn cơm, tối đi nhậu, tối đi ăn với bạn bè, ăn xong uống một ly trà sữa cộng lại sơ sơ bạn nạp 3.000 calo, thậm chí với phụ nữ luôn á. Ôi các bạn nữ, các bạn đừng nghĩ là các bạn ăn nhìn có vẻ là ít lắm, ngày mình ăn ít lắm. Sáng mình ăn rau, trưa mình cũng ăn rau, chiều mình cũng ăn rau, mình đi tập gym, và tối thì mình quất ly trà sữa nửa lít. Cái này nó khác nha. Thứ nhất, tại vì sao? Chính là cái lượng đường. Khi các bạn ăn đồ ăn hấp cái lượng tinh bột và cái lượng carbon hydrate á, mà dạng như là nó hấp thu nhanh á, cái đường trong cơ thể của bạn nó tăng lên nhanh vậy nè, mà không xài hết nó nạp vô cái rầm, thế là nó bắt đầu nó tích mỡ bụng của bạn cái vèo ha. Nó khác việc bạn ăn những loại đồ ăn tinh bột hấp thu chậm, ví dụ như là gạo gạo lứt nè, yến mạch nè, các loại hạt nguyên, thì cái khi đó cái lượng năng lượng trong cơ thể bạn, hoặc là rau củ quả trái cây, khoai tây nó khác khoai lang nha. Khoai tây nó hấp thụ nhanh hơn, khoai lang thì ít hơn chút. Rồi
nó hấp thụ nhanh, nó hấp thụ từ từ, cái là năng lượng trong cơ thể của bạn nó được hấp thụ từ từ, thì khi đó cái lượng đường trong cơ thể của bạn nó không tăng quá nhanh. Và bạn có hiểu hình dung gì cho dễ hiểu nào, nghĩa là bạn ăn vô cái năng lượng của bạn, bạn ăn những đồ ăn hấp thụ năng lượng chậm thì cái lượng năng lượng trong cơ thể của bạn nó bắt đầu nó được giữ trong đó, nó chưa có nạp nhiều, nó bắt đầu nó đơn, nghĩa khi nó tiêu hóa chậm năng lượng trong đồ ăn của bạn á, nó đưa vô cơ thể của bạn là nó không có cung cấp năng lượng cho bạn ngay lập tức, mà là nó phải đợi một cái quá trình mà cơ thể nó tiết ra dịch dạ dày để nó tiêu hóa, nó tiêu hóa sau đó nó mới bắt đầu tăng đưa năng lượng vào cơ thể của bạn. Nghĩa là nếu cái quá trình tiêu hóa đó mà nó chậm, nghĩa là năng lượng nó đưa vào cơ thể của bạn nó cũng chậm, song song với việc là bạn cuộc sống của bạn hoạt động chậm, bạn làm việc, bạn hoạt động, bạn tập thể thao, thì ở hai cái mức độ đó nó cân bằng, nó sẽ không làm bạn dư cái năng lượng nó tích tụ vô cái bụng của bạn. Nhưng nếu bạn ăn cái đồ ăn mà nó hấp thụ nhanh, ví dụ bạn uống nước mía ngọt nè, bạn ăn chè nè, bạn ăn sầu riêng nè, bạn ăn nhãn nè, bạn ăn chôm chôm nè, bạn ăn bánh nè, bạn ăn pizza nè, bạn ăn gà rán KFC nè, bạn ăn tôm lăn bột nè, những cái món đó nó hấp thụ năng lượng rất là nhanh nha. Mà khi nó hấp thụ nhanh nghĩa nó tăng lên gì, vèo vô gì, nó dư nhiều mà đâu có xài được. Phần lớn là sau khi bạn ăn, một là bạn đâu có tập ngay đó, đúng không? Ví dụ bạn chưa xong, bạn ngồi ở văn phòng, bạn làm việc mà bạn đâu tập hai thời điểm đó. Hai, ít nhất cũng phải một tiếng sau bạn mới tập. Nhưng mà năng lượng khi mà nó hấp thu nhanh vô thì nó sẽ dẫn tới một việc là nó dư năng lượng thì sẽ bắt đầu tích tụ mở vô bụng bạn thôi, tại đó là nơi dự trữ. Mà có một cái bẫy á, là phần lớn những khi mà bạn ăn nạp lượng calo nhiều nhất là ngay sau đó bạn không tập. Rồi suy luận nha, là tại sao? Tại vì phần lớn những khi bạn ăn cái lượng calo lớn, một là bạn đang đi tiệc tùng với bạn bè, hai là bạn đang đi chơi, ba là bạn đang có điều gì vui và bạn ăn. Khi mà bạn vui, bạn ăn ngon hơn, năng lượng của bạn nạp nhanh hơn và bạn hấp thụ nhanh hơn, và đó cũng chính là một cái bẫy để nó đưa vào năng lượng cơ thể của bạn rất là nhiều. Hôm trước thì mình đi ăn ở TT, mình thấy một người cao khoảng 1m8, nặng chắc cũng cỡ 90kg, nghĩa là rất khá là mập, mà thật sự là họ mập thật, nhìn bụng của họ phải trên 100cm, mà họ lại dễ dàng họ ăn hết một dĩa khoai tây chiên. Cái dĩa khoai tây chiên đó phải nửa ký, mà đã là khoai tây chiên còn chấm với nước sốt mayonnaise. Sốt mayonnaise là 99% trong đó là chất béo các bạn, nghĩa là 100ml sốt mayonnaise thôi là nó 1g chất béo, 1g bằng 1ml cung cấp cho bạn là 9 calo. Mà 100ml sốt mayonnaise thì nó có nhấm gì à, nó không có nhiều đâu, 100ml mayonnaise có nhấm gì à, nghĩa là bạn đã có 900 calo. Đó là mình chỉ tính vào cái sốt mayonnaise thôi đó nha, đó chưa tính là việc là cái dĩa khoai tây chiên. Khoai tây chiên lượng calo rất là lớn, cỡ nửa ký khoai tây chiên nó cung cấp cho bạn phải trên 1200 đến 1500 nếu mình nhớ không nhầm. Hôm nào mình mở cái bảng dinh dưỡng ra mình tính cho các bạn xem. Nghĩa là một, nhưng nghĩa là cái dĩa phần ăn phụ đó thôi nó đã là sơ sơ với 2500 calo, nhưng mà phần lớn những cái đó là rất là dễ ăn, đôi khi mình không nghĩ nó nhiều calo đến như vậy, nhưng mà thật sự là nó rất nhiều. Nó chưa tính trước đó anh chàng nó còn ăn một phần bò gỡ 3 lạng bò, khá nhiều calo, 3 lạng bò hay 700 calo, nghĩa là phần đồ ăn bò thì tất nhiên là bò lúc lắc, bò bít tết phải ăn với bánh mì, nghĩa là cộng với phần ăn của anh chàng nó phải lên tới 2500 calo. Đó là chỉ buổi tối, chưa biết buổi sáng hay buổi trưa. Các bạn biết là để mà các bạn tập được 1000 calo trong buổi tập đó, các bạn phải đạt trình độ tập luyện rất là cao, mức tạ bằng tập rất là lớn, cũng như là cái cường độ bạn phải tập, bạn chịu tải nó rất là lâu. Đó là đây là cái bẫy phần lớn mọi người mắc phải, cũng giống như là việc các bạn đã đốt được 500 calo, các bạn phải chạy nước rút chắc cũng hoặc là nhảy jumping jack như thế này. Bạn nhảy jumping jack như thế này, các bạn phải nhảy sơ khoảng tầm 150 cái nhân 110 hiệp, các bạn mới đốt được cỡ 500 calo. Bữa nào nhảy thử 150 cái nhân 10 hiệp coi, tôi nói đúng không, mệt lắm luôn. 500 calo mà ăn vô 500 calo khó, dễ lắm. Phần lớn ai cũng ăn vô 500 calo được, ăn tô bún bò vô nó đã là 350 nó 400 calo. Bạn nào mà quất cái bò giò mỡ, bò giò heo vô nữa thì nó tăng. Nghĩa là tóm gọn của video clip này là đầu tiên mình muốn nói với các bạn là cái bẫy đơn giản nhất mà các bạn dễ dàng tích tụ cái lượng mỡ ở bụng của bạn đó chính là cái chuyện bạn ăn. Còn cái chuyện mà tập bao lâu là hay tập hoài mà các bạn vẫn không giảm mỡ được, nó cũng liên quan tới chuyện ăn. Hay cái chuyện ăn này chắc phải làm thêm một video clip khác để nói rồi, thật sự nó rất là phức tạp. Và hôm sau mình sẽ làm một video clip nói về việc là lựa chọn đồ ăn như thế nào. Tại vì video clip này nãy giờ cũng rất là nhiều rồi, ở đây mình chỉ nói. Và nhưng mà nói đến đây thì nhiều bạn sẽ nói là ô thế là gì, không tập mà không ăn à,
chúng ta không phải là không ăn, mà chúng ta cũng không mắc các bạn nhịn, mà là chúng ta sẽ làm quen với việc là chúng ta sẽ ăn và lựa chọn đồ ăn như thế nào trong video clip tiếp theo. Ok, chào tạm biệt các bạn.